Chiều 21 tháng 3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị nhằm chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022. Chương trình bao gồm tư vấn hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 cả nước qua tổng đài và ứng dụng mylocal.vn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 tại nhà và tư vấn sức khỏe hậu COVID-19, hướng dẫn điều trị các triệu chứng hậu COVID, hoàn chỉnh phát triển chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng, giáo dục, khám sàng lọc và chữa bệnh cho người dân phòng chống các bệnh mạng tính, không lây nhiễm, chăm sóc hậu Covid-19 giai đoạn 2022-2025, khám, sàng lọc và chữa bệnh cho 5 triệu người dân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2022. Ngoài ra, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức các chương trình khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc triệu chứng và tư vấn, hỗ trợ điều trị hậu Covid cho 20.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2022. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra tại 15 tỉnh thành với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.